Chuyển qua bản tin đến từ Pháp Quốc, thưa quý vị, khủng hoảng nước Pháp vì vệ sĩ của Tổng thống Macron hành hung người biểu tình. Vâng, trước làn sóng bất bình càng lúc càng dâng cao sau vụ một người vệ sĩ thân cận của Tổng thống Pháp bị tố cáo là hành hung thô bạo sinh viên biểu tình cách đây gần 3 tháng, thì Điện Élysée, tức là phủ Tổng thống Pháp, vào hôm 20 tháng 7, 2018 loan báo tiến hành thủ tục để sa thải ông Alexandre Benalla là người bị tố cáo. Vụ Benalla này khiến cho uy tín của Tổng thống Pháp bị thách thức nghiêm trọng, thưa quý vị. Và vì sao mà sự việc này nó trở thành gọi là tầm cỡ nhà nước thì được báo Pháp mổ xẻ rất là kỹ và cho là đây là một cái trường hợp gọi là cáo mà mượn oai hùm. Thì tất cả bắt đầu với tiết lộ của báo Le Monde vào hôm 18 tháng 7 trong một đoạn video cho thấy ông Benalla là người cận vệ thân tín của Tổng thống Macron, đầu đội nón bảo vệ của cảnh sát, đã hành hung hai người biểu tình vào ngày quốc tế lao động vào hôm 1 tháng 5. Và hai người trẻ, một nam một nữ trong đoàn biểu tình lúc đó, là bị ông vệ sĩ đó đánh đập một cách thô bạo. Đoạn video cho thấy Benalla túm cổ người thanh niên biểu tình, lấy tay bịt miệng anh ta rồi đấm vào đầu. Còn người phụ nữ thì bị Benalla kéo lê một cách tàn bạo khỏi cuộc biểu tình. Và thật ra thì lúc đó là cảnh sát đã dùng hơi cay để mà đối phó với những người biểu tình mà ném chai lọ vào họ. Có nghĩa là tình hình đã hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của cảnh sát, và cái sự hiện diện của người vệ sĩ của Tổng thống Pháp ở đó là chỉ là tính cách một quan sát viên chứ không có cái phận sự chính thức, cho nên lại càng dấy lên câu hỏi về nhu cầu để mà dùng vũ lực thái quá đối với người biểu tình, nó có chính đáng hay nó chỉ là một cái hình thức lạm dụng quyền lực. Thì một thượng nghị sĩ Pháp cho là việc một người ngoài không có phận sự chính thức như Benalla lại có thể qua mặt Sở Cảnh sát Paris và Bộ Nội vụ lại ra lệnh cho lực lượng an ninh là hết sức đáng ngại, và việc mà Benalla có thể tham dự cuộc họp của Bộ Nội vụ về các cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 cũng rất là khó hiểu. Thì thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, đây có thể coi là vụ khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất mà Tổng thống Pháp phải đương đầu từ khi mà ông lên nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái 2017. Thì trong lúc ông Emmanuel Macron muốn nhiệm kỳ Tổng thống của mình phải là mẫu mực, thì phải nói là một thiếu sót lớn về vấn đề đạo đức hay là vấn đề trách nhiệm, nó gây ra một cái cuộc khủng hoảng lớn nhất từ khi mà ông đắc cử. Thì chuyện này khiến Bích Trâm lại liên tưởng việc mà nữ Tổng thống Đại Hàn Phác Quận Huệ vì để cho một bà bạn thân là cố vấn làm càn và ăn hối lộ, cho nên Tổng thống Đại Hàn chúng ta biết là đã mất chức và còn phải đi tù. Thì thưa anh, liệu rồi Tổng thống Pháp có qua khỏi cơn sóng gió này hay không? Mình thấy là hiện nay dư luận của Pháp đó gọi cái vụ Benalla này thành là Benalla Gate để mà so sánh nó với cái vụ Watergate của Hoa Kỳ. Còn hay là một có một tên khác người ta gọi đây là vụ bê bối của quốc gia. Chứng tỏ là cái sự nghiêm trọng của cái vấn đề hiện tại. Thế nhưng mà khi mà truy nguyên đi đó thì người ta thấy hai cái thành ngữ này hay là hai cái tên gọi này đó, thì nó lại xuất phát từ, thứ nhất là từ bên phía phe chính trị cực hữu của bà Marine Le Pen. Và hoặc là nó lại là phát xuất từ bên cánh cực tả của ông Mélenchon đó. Thành ra những cái người ủng hộ của ông Tổng thống Macron đã vội vàng phản đối những cái cáo buộc như vậy. Họ nói rằng đây là cái chuyện mà các phe chính trị đối thủ của Tổng thống Macron cố tình tạo ra một cái cơn bão trong ly trà, tức là thổi phồng cái vấn đề của một cách quá đáng để mà làm cho uy tín chính trị của Tổng thống Macron bị thiệt hại. Thế nhưng mà thực sự ra mình nếu mà mình là một cái người quan sát một cách trung thực và khách quan thì mình rõ ràng đấy là cái chuyện rõ ràng là không nhỏ. Ông Benalla đã không có phận sự gì trong cái việc mà chống biểu tình đó mà ông ấy dám lợi dụng cảnh sát và hành hung của người ta một cách rất là thô bạo và côn đồ. Mà chính khi mà bị báo chí phanh phui ra thì mình thấy chính ông ta cũng đã phải công nhận rằng không, cái hành động đó là của ông, nó phát xuất từ cái ý nghĩ riêng của ông là muốn giúp cho cảnh sát một tay. Thì rồi hiển nhiên như vậy thì ông này lẽ ra là phải bị truy cứu vào cái tội là hành hung người một cách trái phép. Đây là một cái tội nó không phải là nhẹ nhàng gì đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là cái dinh Tổng thống Pháp sau khi đã lưỡng lự, đã tìm đủ cách là tránh né nó hay sao đó, rốt cuộc không thể tránh né được thì mới phải miễn cưỡng đưa ra một cái biện pháp trừng trị nó quá nhẹ.
là cách chức ông ta, gọi là giáng chức, và rồi cho buộc nghỉ 2 tuần không lương. Tôi phải nói rằng đây là một cái biện pháp mà coi như là dư luận nó đã bất bình rồi. Thế mà người ta lại thấy hình như phạt như vậy chứ, nhưng mà tại sao ở trong cái chuyện mà cái chuyến mà đón tiếp những cái người hùng trong cái đội tuyển quốc túc cầu của Pháp đó, trở về sau khi đã oanh liệt đem cái cúp thế giới về cho đất nước đó, thì người ta lại thấy cái mặt ông Ben Ala quanh quẩn ở trên những cái xe buýt mà của các cầu thủ. Thì chính cái ông phát ngôn viên của chính phủ đó đã lên tiếng biện minh rằng là ông ta nhờ cái ông Ben Ala là trông coi dùm những hành lý của cầu thủ. Thế nhưng mà cả nước Pháp chả ai tin được cái lý do nó ngớ ngẩn như vậy cả. Như vậy ta dư luận lại của nước Pháp lại bùng lên, nói rằng là đã bao che các nhân viên của mình và bây giờ lại lừa dối, nói dối với người dân Pháp. Phạt mà cũng đâu giống phạt đâu. Chỉ trích là ông như vậy là ông Tổng thống Macron đã đi ngược lại cái yêu cầu của mình. Ngày xưa ông yêu cầu là các nhân viên, các lãnh đạo trong nội các của ông như là thủ tướng này, như là các bộ trưởng đó, phải có một cái tinh thần làm việc, làm gương cho chính quyền và cho thuộc hạ nữa. Và rốt cuộc thì tất cả những cái điều như thế này nó đưa tới một cái chỉ trích ở những cái phe đối lập, ở những cái đảng chính trị đối lập, nó nói rằng là ông tổng thống này rõ ràng thứ nhất là amateur, tức là không có chuyên nghiệp tí nào, rất là thiếu kinh nghiệm, và tới thứ hai nữa nếu không như vậy thì là cái tội đồng lõa. Thành ra chúng ta thấy từ cái việc này cũng có thể nói là cái rõ ràng là một cái lỗ nhỏ mà nó làm cho một cái thuyền lớn có thể là bị đắm đây. Thành ra chính cái việc này đã làm cho ông Tổng thống Macron rất là lúng túng, ông không biết gọi là biện hộ làm sao. Thành ra khi mà có những cái phóng viên hỏi về cái chuyện này thì ông lại tránh né không trả lời. Và báo chí của nước Pháp lại ghi nhận rằng đây, kể từ khi mà cầm quyền Tổng thống tới giờ đó, đây là lần đầu tiên ông Tổng thống Macron tránh né không trả lời một câu hỏi của phóng viên. Thành ra mình mới thấy là từ cái sai này nó lại đưa ra một cái sai khác, nó cứ kéo liên tục như vậy. Và kết quả bây giờ là gì? Là bây giờ trong cái thăm dò mới nhất của nước Pháp đó, thì tới 60% dân chúng Pháp không ủng hộ ông Macron, có nghĩa là phần còn lại thì là chỉ có 40% ủng hộ ông mà thôi. Và nếu như các đảng phái chính trị nó tiếp tục khai thác cái sai sót này của ông đó, có lẽ là cái sự ủng hộ nó còn xuống thấp hơn nữa trong những ngày tới. Thành ra mình mới nói rằng là nhiều lúc làm thầy của đứa ngu chỉ có đem lại tai họa. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi những thông tin của những cơ sở bảo trợ Sài Gòn TV. Chúng tôi trở lại trong giây lát.